Hãy cùng bảo vệ TT và bảo tồn thiên nhiên của Việt Nam bằng cách thông báo vi phạm về TT đến cơ quan chức năng địa phương hoặc đường dây nóng miễn phí 1800 1522. Cuộc gọi của bạn có thể giúp giải cứu loài động vật nguy cấp quý hiếm này và đưa những kẻ phạm tội ra trước vành móng ngựa.